Sau 2 ngày mưa lớn, sáng ngày 9 tháng 9, nước sông Bùi dâng cao làm hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố Bùi Xá, thị xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị cô lập, phải sống trong cảnh ngập lụt, đi lại bằng thuyền tự chế. Do đã quen với cảnh nước tràn vào nhà, nên các hộ dân đều đã chủ động kê lên chỗ cao các tài sản có giá trị và lúa gạo. Cái năm 2018-19 nó cũng ngồi chuốt. Sáng chả có ăn, mai các anh lại cho được vài gói hào hảo ăn, thế là ăn nhá trống, không còn đơn nước mà đun. Thế làm sao cung cấp nước, thế là nước bình lấy ra nên có qua được ấy đâu, có qua được đun được nước sôi đâu. Năm nay may cô còn ngủ ngồi được năm được tí thì thoải mái cái lưng, nên vất vả lắm các cháu ạ. Dâng lên mức độ nó quá nhanh, nhân dân chúng tôi như là có những người như là không chạy được tài sản, mà có những người nó có nhanh quá không kịp. Bắt đầu mưa là 14 giờ mà chúng tôi là bắt đầu 16 giờ chúng tôi chạy, coi như là chó gà vật nuôi coi như là phải chạy lên cao, có những trường hợp coi như là không chạy kịp. Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch thị xã Xuân Mai cho biết, ngay đêm ngày 9 tháng 9, xã vừa di dời khẩn cấp hơn 10 người già và trẻ em ở khu Tâm Mai đến nơi an toàn. Dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện và bộ đội đóng trên địa bàn đã sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra ngập nặng. Ngoài thị xã Xuân Mai, các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến cũng chung tình trạng ngập lụt tương tự. Xã Nam Phương Tiến có hơn 11.000 dân, thôn Bùi Xá, thị xã Xuân Mai có hơn 100 hộ dân với khoảng 500 người. Năm 2018, nước sông Bùi dâng cao khiến cả hai nơi này ngập nặng, sâu nhất hơn 1,5 mét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, miền Bắc mưa từ ngày 8 tháng 9 đến nay. Nhiều khu vực ghi nhận mưa trên 100mm như xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội mức 230mm, Chi Nê, Hòa Bình 150mm.